Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Ngày hôm nay là một ngày Tài đi bắt đầu đi bứng phô mai vàng. Ngày hôm nay thì Tài đi bứng 3 lô. Một lô mai 5 cây hàng tầm trung, 10 cây gốc nhớt và 10 cây bonsai hàng tự nhiên. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ nha. Nói chung ra thì bữa giờ thì làm ở nhà cái lô bonsai hàng tầm trung đó, ở hàng mini đó, thì cũng được anh em mình ủng hộ thì em cũng rất là cảm ơn nha. Anh em hay nói bữa có anh gì trên anh ở ngoài Bình Định, anh nói cái lô mai tầm trung hết rồi hay sao mà Tài không bứng. Thì hôm nay anh có coi đoạn clip này thì anh nhớ cho Tài cái like, cái chia sẻ nha. Rồi cả nhà mình ơi, cả nhà mình xem cái đoạn clip này của em nha. Và bây giờ em sẽ bắt đầu vô 5 cây hàng tầm trung trước, mong cả nhà mình xem. Và nếu mà cả nhà mình hợp nhãn thì cả nhà mình có thể mua ủng hộ tiếp em nha. Đây cả nhà ơi, ngày nay là em sẽ làm trước cái cây này, là cái cây đầu tiên nha. Đó, cây này thì nói chung cái cục đế nó quá trời, cây này em chưa có cắt cây. Làm nghề bao nhiêu năm rồi cả nhà, em thì tay nghề em thì cũng không có bằng những anh em khác. Nhưng có cái mình cắt cây nhiều, anh em cũng nói Tại cắt sai này này kia, thì mình cũng ghi nhận những cái đóng góp đó hai cả nhà. Thì em cắt dư dư vậy thôi, anh em nhìn cũng thấy thân thủ và cốt cành rồi. Thì anh em mình coi, ví dụ như anh em mình có hợp nhãn cái cây nào đó trong những cái số cây ngày hôm nay Tài bứng á, thì anh em mình cứ gọi lại cho em nha. Số điện thoại Tài luôn luôn là công khai nha. Đây, cây cục đế thì em lựa chọn cây này thì nói chung là 1, 2, 3, 4 độc chủ, chi phong có hết hay cả nhà. Cái cục đế nó thì thôi rồi cả nhà mình ơi. Làm gì không anh đẹp? Anh đâu làm gì hả? Có hả? Biết ngày hôm nay anh bận rồi. Ngày hôm nay bận đúng không? Quá trời cục đế cả nhà. Nói chung ra thì mình làm cứ như vậy thôi, về nhà thì sẽ bắt đầu khai thác xuống nữa ha cả nhà. Cái lô này thì cả nhà mình cũng biết rồi, em làm trước giờ thì rất là nhiều cây ha, chứ em không có làm ít cây. Đây, cho cả nhà mình coi mới cào đế sơ sơ cả nhà, mà cục đế nó vậy. Quanh cái này chắc trên 30 chút phải không? Và 45 quá. Chắc cỡ cỡ đó, cây này cao hiện tại giờ nó tầm cũng chừng gần 70 à. Tay cành nó đã lắm cả nhà. Nè. Sầu già cây lắm. À, cốt cành có sẵn rồi. Tương đối là đẹp rồi. Nãy giờ không có anh đẹp làm không được gì hết trơn. Mệt. Nha. Đi đấy. Anh em mình cùng đi làm chứ. Trời ơi, từ lúc em khai thiên lập địa cái vườn này lúc nào không có anh, mà tự nhiên ngày hôm nay đi bứng cây không có anh. Tại vì em đi làm em thích cái tem của em đi làm nó vui hơn cả nhà. Đây. Anh bị sao? Uống 3 lon bia đủ. Trời ơi, đi nhậu chi, anh như em nè. Anh như em, anh đi uống xì tin nữa được rồi. Trời ơi, cây này cắt cả đẹp lắm chồng, cây này cây số 2 cả nhà. Nói chung ngày hôm nay thì em cũng nói luôn nè. Ngày hôm nay thì cây nào nó cũng tầm phân khúc giá chưa đến 20, chưa đến 20 đâu. Nói chung giá cực kỳ tốt luôn á. Rồi cắt đi chồng, cắt cây này dài dài ra đi chồng. Đừng cắt ngắn. Hồi nữa mang cái dù anh em mình làm. Tại trước giờ làm lúc nào không có anh, tự nhiên ngày hôm nay không không có anh. Buồn, hai thằng muốn đi về luôn á. Yếu mình. Yếu mình hả? Yếu mình. Nãy giờ chưa về uống 2 lượt thuốc rồi đó. Chưa, để em gọi xe. Hồi nữa xe lên lấy á. Em kêu vợ em đưa cho anh 5 chai. Chai gì? Sâm. Không, cái này là em không phải mua đâu, cái năm này biết sao không? Là dạng như khách hàng á, tặng em thì em uống người nóng thì em chịu không được. Để em vợ, em kêu vợ em lấy lên. Đây em chút nha. Đó, đây cả nhà. Hôm bữa thì em được một anh ở bên trên Sài Gòn có gửi về cho em mấy cái chai uống nước á, mà nó có hình trái sâm trong á, là uống kêu là cũng khỏe trong người này kia đó. Thì nói chung em uống, nhưng có cái cả nhà mình biết tật em sao, em uống gì mà nó cảm giác nó nóng nóng trong người, em làm không được, bởi vì em không có uống được. Ngày hôm nay thì nói chung ra thì mình không uống thì mình đâu có bỏ được cả nhà, mấy cái đó mất tiền mà đó. Mình em cho ông anh của em để lên đây để tủ lạnh uống đã lắm anh đẹp. Cá nào để ngoài uống là ít, để tủ lạnh không, uống tủ lạnh đi ông ơi. Trời, cây này phong cây đẹp ghê luôn trời. Không, cả nhà thấy chi cành nó đều không? Đó, thấy không? Cưa của bên em xài tát tát lên nó không đứt luôn. Chi cành cái này gần như cây cây mai chú thủy á trời.
Không, thấy vậy những cái hàng này nè, mình bự lên nó phá cây, em đảm bảo. Có nhiều cây nó không phá mà còn những hàng này nó phá cây. Có độc chủ hơi lỗi xíu. Độc chủ nó ở dưới đi lên, phải chi độc chủ mình nuôi từ cái chi này cả nhà. Đi lên nó khéo hơn nè. Chủ hồi đó sao nó không lấy cái chi này. Ừ đúng rồi. Ừ, bắt chi đó đẹp quá. Kệ đi, lỡ rồi mình thì mình cứ thuần theo tự nhiên đi. Mẹ của thiên nhiên tạo ra khúc đó thì mình cứ giữ đi, mình tôn trọng đi. Đó cả nhà, thấy cây này được không? Đã ta, đế cái này không giữ nha. Mà cái thân thủ cái này đẹp. Cái này cái cũ. Hoành cũng tầm 3-4-35 gì à. Ngày hôm nay thì em đi lựa chọn bứng cây tầm trung cả nhà. Không có bứng cây lớn. À, cái này phải phá độc chủ rồi. Không có được rồi, chi bên này mọc lên mà. Kệ đi, nguyên cái dàn dưới được rồi. Mình nuôi độc chủ sao, nó không quan trọng đâu. Nói chung có thì nó càng tốt, mà không có thôi. Ờ đúng rồi đó, mình lấy chi cho nó lên nuôi độc chủ. Rồi, cây này là cây số 2 ha cả nhà. Nói chung ra thì những lô mai này em xác nhận lại 100% là em bao bông đẹp cực kỳ, gần như giả Thủ Đức ha cả nhà. Cả nhà mình biết là em thì là chuyên về phôi mai thôi. Đó, dáng thế này kia thì em chuyên về nó. Còn vấn đề mà nói về cái mình nhìn mặt bông, mình đón bông thì em thua cái nhà mình ơi. Cây này thì có thằng này nè. Thằng này nó không dính đâu. Về nhà thì nói chung ra cắt bỏ cái nhà mình ơi. Tháo luôn. Mình nuôi đỉnh đây ra đây. Được rồi. Em cắt ra cây, cây này đẹp lắm ha cả nhà. Rồi, cây này là cây số 2. Rồi, giờ em qua cây số 3 ha. Dạ rồi, cây này là cây số 3 cả nhà. Ôi, ngày hôm nay cắt cây cốt cành nó múa cả nhà. Đã ghê không? À, nhiều anh em cũng hay là nói là thà như tôi chơi những cây có cốt cành như vậy, thay vì những cây phôi, tôi mua có thể bỏ ra tôi mua 10 triệu rẻ hơn những cây này, 12 triệu rẻ hơn cây này, nhưng mà tôi nuôi trong vòng mấy năm, tôi mới thành phẩm. Còn đây, cây này, nó thực sự giá cao hơn chút đỉnh, nhưng anh em mình bù lại nuôi đúng năm trời là anh em mình có bộ tàn rồi. Tại vì những cái cây này anh em mình biết sao không? Nó đã có thân thủ và cốt cành. Đó, là nó đi được hơn 50 cái đoạn đường của mình rồi. Để làm ra được một cái cây bonsai, mình phải đầy đủ cốt cành. Cốt cành xong mình mới nuôi được cái dàn, gọi là cái dàn chi, dàn xương hay cái nè. Nói chung ra cây thì bao khỏe mạnh này cả nhà, mình thấy bộ tàn mới cắt ra cái nè. Quét đó là men cô Z không anh? Cái xanh xanh đó đó. Chăm bông hả? Đã ha. Cái này cái số 3. Hoành ngày hôm nay cái nào nó cũng bằng nhau hết cái nè. Muốn cốt cành. Quá trời củ bên này nhìn đã ta ơi. Cốt cành vậy cũng ổn rồi. Đó, nói chung ra là ngày hôm nay thì tài bứng chắc tầm 5 cây 6 cây gì đó. Hai cái nè. Đây. Phong cây là nói như vậy thôi hai cái nè. Đó, mấy chú cũng đang bứng cho em bên bển này. Ngày hôm nay thì tài bứng cũng tương đối gọi là nhiều ha. Cả nhà mình coi và ủng hộ tiếp tài nha. Rồi, cây này là cây số 4 đi, cây bên kia là cây số 5. Đó. Nói chung giờ này hơi nắng ha cả nhà. Hơi nắng bởi vậy thì làm nó cũng quay video nó cũng không được đẹp cho lắm. Với cây bên kia nữa. Này, cho cả nhà mình coi nha. Cây bên này thì nó hơi trồng trọng một xíu. Cây này nhỏ mà. À. Cái này em chưa cắt gì hết trơn á, em không dám cắt. Có những cái cọng rễ này nếu là em vẫn cắt bỏ cả nhà. Em không có xài tới nè. Dụ như đây nè, cả nhà mình nói là kéo thằng này qua đây đi thì mình nói thật sự cả nhà mình nhìn nó kỳ lắm. Thà chống chống luôn chứ đôi khi chứ sắp ra vậy các anh em thấy rõ ràng chổi liền. À, chổi liền đó. Con này để cắt luôn. Thà như mình đã xấu cho nó xấu luôn đi. Chứ đôi khi mà mình làm cho nó đẹp giả tạo thì nó cũng vậy thôi cả nhà mình ơi. Đúng rồi anh đẹp. Tự nhiên cái chỗ này trên lưng này nó mọc xuống cái nhìn nó kỳ muốn chết luôn. Thà nó xấu mình chấp nhận mình xấu đi chứ đôi khi mà mình làm cho nó dạng như là mình thêm bớt chỗ này vô nhìn kỳ lắm. Cái này cũng được cái nha. Nè, giá tầm trung nữa hai cái nha. Đó, cái này cái số 5 ha. Rồi em đợi anh em bứng hết đi rồi em sẽ quay lại vòng nữa. Bây giờ em và anh Trọng sẽ qua bên kia bứng tiếp tục 10 cây gốc nhớt nữa ha. Dạ rồi, tiếp tục thì ngày hôm nay thì em sẽ bắt đầu bứng 10 cây gốc nhớt ha cả nhà. Gốc nhớt hàng giả Thủ Đức. Nói chung ra thì em sẽ bán giá rất là tốt của 10 cái lô này. Em xin lỗi cả nhà mình trước thì 10 cây này em sẽ báo giá nha. Nếu anh em mình có hợp nhãn đến những cây bonsai thì em sẽ giao lưu với giá tốt ha.
Cây đầu tiên đây cả nhà. Hàng này thì em sẽ không để phong cao đâu, em sẽ tán đầu đinh hết à. Gốc nhớt mà giỏ Thủ Đức mà, ông bám vô ngay trang chủ cốt ghép vào chồng. Đó, ghép là từ đó lên đó cả nhà, thấy đường ngắn không? Nằm đây ha. Cây này đẹp quá nè. Rồi, tán ngang đi chồng, tán ngang về nhà tôi cắt lại hết cho. Tán đầu đinh. Tán đầu đinh hả? Tán đầu đinh đi. Đinh cái này nè. Đâu? Dưới luôn. Dưới này hả? Ủa được không trời? Ở trên đi cưng ơi, gì cưng cắt lại. Ờ, gì cắt không? Rồi rồi cũng tùy à. Ai muốn cắt sau cắt ha. Cắt đi, cái gì trên này đi. Tại gốc nhớt mà nếu mà để phong cao nuôi nó mất giá trị cây lắm. Gốc nhớt nuôi nuôi phong lục. Tại vì cái bông nó đẹp anh. Anh mình nuôi theo cây rồi anh em về nhà ghép cũng được hay để sao cũng được, mình tán đầu đinh mình lấy cái củ nè. Củ này quá trời bự rồi đồng. Ừ, củ trời bá rồi. Củ bự quá ta. Nhưng vậy nó kêu kiếm cho nó không hết, hột đâu kiếm. Hột hả? Trời ơi, ba cái giống này mua dễ không chết, ai đi kiếm? Dạ. Anh Hoàng mình đó hả? Trời ơi đâu ra lấy hột được. Anh kiếm được mấy chục hột. Mấy chục hột mà, hả? Anh kiếm chừng trăm hột cũng được. Trời ơi. Ở trong anh ở bên Mỹ. Bên Mỹ hả? Thôi để em lo cho, chuyện nhỏ. Nói gì chứ mấy vấn đề giống đó em alo bạn bè em nhiều lắm. Cái hộp ở đây nè. Cái này cái đầu tiên cái nè. Ủa trà bá luôn. Để lòng bàn tay vô chồng. Nó gốc nhớt mà cũ cỡ gì này cả nhà. Đã không? Ừ. Mình làm cái bầu nhỏ nhỏ thôi. Rồi qua tiếp tục qua cây số 2 luôn đi. Trời ơi cây số 2 kìa. Nó cưng xỉu luôn trời. Cắt luôn chồng. Dạo này tôi không uống thuốc. Thuốc kia chồng. Thuốc tim tôi á. Phát lại trời. Vợ tôi đâu cho tôi uống đâu. Mập quá. Ừ, mập quá. Giữ nước không? Quá trời em uống thuốc tim vô cái giờ em mập ghê luôn á. Em biết đâu thì bác sĩ cho uống thuốc nào uống thuốc đó. Tưởng đi luôn hả? Uống bia mình đi luôn rồi. Uống ba lon rồi đó, giờ uống một lon một nhiêu. Vậy đó hả? Đây, cây thêm cây gốc nhớt cây nè. Trời ơi, cây này cắt đẹp nha. Ấy lô này như bữa mình anh đẹp bứng xô cho em vô lần 20 cây đúng không ta? Lô này nè. Đẹp quá. Ừ. Không, mình ví dụ như em bứng vô 10 cây á, ngày hôm nay em bứng vô 10 cây, cây nào gớt là tự động em nói cả nhà mình luôn á. Chứ em mua bán thì cả nhà mình biết rồi đó. Mình có cái đẹp thì mình cứ nói cái đẹp. Còn người ta có cái câu nói gì? Tốt khoe xấu che hả? Còn đây là xấu đẹp gì em nói lái. Cây này đẹp. Cây gốc nhớt này là đẹp nè. Có thẹo đây. Cái cành 1 đó là điểm chơi rồi. Rồi cây số 2 ha. Đó, tiếp tục cây này cây số 3. Cây số 3 thì nói chung ra được cái cũ. Thần thủ cây này thì em không kết nó cho lắm. Đâu? À đây mặt tiền nằm đây. Trời ơi. Tiền nằm đây cây này khéo nghe trọng. Lô nhỏ vậy. Cái này nếu mà nuôi ra cành huyền cho được nha chồng. Nuôi cây huyền được á. Gốc nhất mà nuôi cây huyền huyền này là tìm hơi khó nè cả nhà. Bữa nhiều anh em kêu em tìm cây huyền lắm, nhưng có cái là giai đoạn đợt vừa rồi thì em làm nhiều cây quá thì tài chính mình không đủ, mình không có làm được. Đợt này thì mình cũng có mình bán nói chung bán nhiều, mình cũng có một chút nào đó. Mình bứng lần 10 cây, mình không có đủ tiền mình bứng nhiều. Em bứng ít ít à, lần 10 cây cả nhà mình nè. Này em bán lô cũng có mà bán xô cũng có luôn nha cả nhà. Đó, để lòng bàn tay lên đó bộ. Đó, cũ kìa. Im à. Rồi cái này cái số 3, rồi qua cái này đi. À, nãy giờ tôi nhìn cái này là tôi thấy hơi bị cưng xỉu. Xỉu nó rồi. Đây mặt bông cả nhà. Mặt bông đây nè. Trời ơi nó tươi màu sắc nó kìa. Quá đã luôn. Rồi cắt trong ơi. Ủa con chim nó chim dĩ kêu kỵ ta. Con chim nó chim dĩ kêu tị ta. Nó kêu như giống tiếng người mình luôn á này. Ơi chừa những cái đường thân hết rồi chồng. Cái này chừa đường thân hết nè. Cái này quái nè. Gốc nhớt mà tìm hàng quái gì là hơi khó đó. Đúng rồi đó bồ ơi. Không ghép xong cái nó ghép chột của anh. Gỡ lên hai một chi gỡ lên thêm nách nữa đó. Bây giờ nó gì? Đúng rồi, mà để gì mình nuôi luôn. Trời lần lần đầu tiên trong đời tôi gặp cây gốc nhớt gì mà nó kỳ vậy luôn á trời. Cái đó trắng ngang đó luôn, bỏ luôn không được chứ. Không, để gì đi. Ở trắng này chồng, trắng cái khúc trên này, trắng đó đi.
trắng ra ngoài này chút xíu lấy chi. Ờ đúng rồi đó, lấy đó đó. Trời, cây này nhìn nó lạ ta. Cây này giống số 2 à. Nè, để gì giống số 2 cái nè. Đó, cây này là cây số 4. Ừ. Hơi nắng nè cây nè. Quanh mấy này thì dao động nó cũ ghét tầm 20, hơn 20 chút cây nè. Cây này không có cũ rồi. Mà thân thủ nhìn nó lạ quá. Gọi lên cây số 5 đây. Hai cây hả? Kệ đi, hai cây mình nói hai cây. Mình mua bán sao mình nói vậy đi. Cây này là trồng hai cây cả nhà. Cả nhà mình mua một được hai đó. Hai cây lên chậu được không trời? Có xúc ra không? Sợ hai cây mà hai cây mình về nhà hai phé hai nơi nữa, xong phi luôn. Cái này về chắc mình lên chậu mới được, lên chậu cho khách chứ mình để mình bán mất uy tín rồi. Mình lên chậu rồi mình nói dạng như là cái ý tưởng mình trồng vậy đó. Nè cả nhà, cái này cái hai cây rồi cả nhà ơi. À, đúng hai phé hai nơi vậy. À, ok, nó cũng hay hay. Cũng hay hay, cái này cái số 5 nha. Nói chung thì được thôi, chứ mình không có nói cây này cái đẹp đẽ gì cái nào mà nó được dày được rồi. Đâu. Đó, nhưng mà cái clip này ngày hôm nay mình đâu bứng. Mình chỉ bứng clip này thôi, cây này cái số 5 cái nè. Rồi qua cây này đẹp không? Cây đổ, cắt cây đổ luôn đi chồng. Nè, bứng 10 cây cả nhà mình ơi. Có cây đổ nè, đổ mini, hàng gốc nhất. Ghép thì ghép cổ, cổ... Ờ, cây này tầm mười mấy à. Hơi nắng bây giờ cả nhà mình coi đoạn video này thì nó hơi cực với cả nhà mình ha. Nè, quạnh không lớn cả nhà mình ha. Quạnh không lớn. Nói chung cây đổ mini hàng này thì nói chung cũng đủ để mình chơi theo cái cách mà mini của mình rồi. Chứ mình không có nói cây VIP, cây đẹp gì cả nhà. Đúng cả nhà. Tầm phân khúc nếu mà bán lô trong này thì em bán tầm 2 triệu cây. Đó, bán lô hết nha. 2 triệu một cây, 10 cây là 20 triệu cái nè. Bao ship ha. Rồi, quay qua cây này đi. Cây này cây số 6 không? Cây này cây số 7 nè. Ôi trời ơi, mình lựa chọn đúng hay. Mình thích cây số 7 mà vô cây số 7 đúng cây đẹp luôn. Đúng cây xịn luôn. Nè cái nè, thấy không? Thân thủ nữa nè, che gì lại cho nó sáng sáng nè. Cái này nếu đẹp nữa nó bắt chi từ đây ra nó đẹp. Cắt luôn đi chồng. Thôi để về nhà mình cắt. Dạ. Cái nào? Không đó anh ơi, cái cách chơi bonsai này mỗi người đều khác nhau. Đôi khi mà cái anh thích mẫu cao, em lại thích mẫu lùn. Và những khách hàng của em á, là đa số là thích lùng là nhiều, tại vì biết sao nó gọn gàng. Đúng rồi, cắt đó đi chồng, về nhà tuôn tán tới đây à. Mình cắt đây mình chơi cây bye bye này đẹp cực kỳ luôn cái nè. Đó, cái này cây số 7 ha. Cũ này cũng tương đối rồi nè, không phải vừa vừa đâu à. Đây, đó. Út nhớ cái ghép từ đây, đây, ghép từ đây. Rồi, qua cây số 8 đi bồ ơi. Thấy không? Đổ không? Không đổ mình nó xù cũng được thôi à. Rồi cắt đi. Hồi nữa mình mang ra mình để khúc ngoài kia luôn. Không biết mình có kịp để mang ra hay là không nữa đây. Sợ mình phải về trước á. Dạ. Không sợ em còn về em còn làm công việc nữa. Cái cành dây quái để cành quái luôn nha chồng. Đó để cành quái luôn. Rồi em sẽ quay lại nha. Cây số 8 là cái cây nhìn nó cái quái ghê không cả nhà. À, em để phong cây gì luôn nè. Đó anh em về nhà cắt sao cắt ha. Nhìn phong cây lạ lạ. Rồi qua cây số 9. Cây số 9 chưa xong mà cây số 10 cắt rồi. Cây số 10 là cây VIP nhất bầy. Mình mua lô mình phải chấp nhận thôi. Chứ mình không thể nào mà xác suất của nó là một cái lô mà tôi mua khoảng chừng 100 cây, 200 cây mà cây nào cũng đẹp.
đó là mua lựa cả nhà, còn đây mua lô ha, phải chấp nhận. Cái có cái này cái kia, cái này cũng quái luôn ha cả nhà. Đó, đó. Rồi cái này cái số 9 ha, cũ này cũng được. Bên đó thì mình mới rẻ phân đúng không? Rồi bên đó là cuối năm sau, ở năm sau mới làm được. Rồi cái này cái số 10. Nói chung ra chắc trong này thì nếu anh em mình chốt đơn chính kia kia thì em sẽ tặng cái này nè. Tặng thôi. Cũng được, nhưng mà thân thủ như vậy thì mình nếu mà mình khen đẹp thì không có đâu, không được anh ơi. Mình bán 9 cây thôi. Không đáng đó được. Cắt xéo đây nè. Xéo đây mình dựng cái đọt chủ nằm đây lên. Ghép, cái này là đang nói về ý đồ ghép là mình dựng lên vậy nè. Đó mình cắt ngắn ở đây, mình bắt chi từ đây ra. Nó thì nó có nó sẽ khác biệt hơn cái mẫu như vậy. Chứ giờ cả nhà mình để gì nuôi là nói chung cây này nó rất tệ. Đó. Rồi, đó clip này clip 10 cây nhưng mà em chỉ bán 9 thôi. Cái này em tặng cái nè. Bán 9, 9 cây thì 18 triệu, 18 triệu thì em tặng cái này. Nói chung ra cây này nếu tặng cái này ra lô này chắc phá huề. Tại vì hàng này hàng rớt à. Tại vì nói chung ra em mua nguyên clip cả nhà. Em mua nguyên clip nè. Đó, cả nhà mình thông cảm nha. Dạ rồi, giờ thì nói chung cũng còn thời gian thì bên em sẽ đi bấn tiếp tục 10 cây mai hàng giáo viên ha. Có cây này bự quá cả nhà. Còn cây này tầm 30 mấy hơn chút à. Cục đế cây này đẹp, cao tầm 1m4, 1m5. Em hạ phôi hết cả nhà mình á. Tại giá nó mềm quá, mình về mình bán cho anh em, mình về nhà có thể anh em mình thích ghép thì ghép để zin zin lên chậu chơi cũng được ha. À, cả nhà mình coi. Cúc cành nó cũng lật lắm. Tại em đang làm bên cái kênh TikTok á, em đang làm thử xem mình phong phú những cái mặt hàng mình nhiều dòng. Dòng cây tự nhiên có, cây sắp đế có và cái cây dạng như là hàng mà gọi là hàng chuẩn bonsai nó cũng có luôn. Cây này thấy vậy ngoài cây trục pin đẹp quá ta. Hoành cũng cây này cũng ba mấy không. Ngày mai em đi bứng 10 cây ha cả nhà. Cây này nuôi ra khéo. Cái này. Tại còn cỏ này thì nói chung ra thì bên em sẽ làm sao mà cho nó gọn gàng hết, cắt phôi làm đế này kia sẽ gọn gàng hết cả nhà. Thấy không, cây mai tàng cao 2m ngoài đó em còn cắt nữa nè. Tại bên em không chuyên về mai tàng, làm mai tàng về mình không có chỗ để, không có dạng như là không có thời gian mình đứng ra mình tưới này kia nữa, mình làm phôi thì nó đỡ mệt hơn cả nhà. Ở bên kia nhà ai nuôi chó ghê trời. Bên kia trang trại không ta? Dạ. Cái này mơ về nhà em tháo ra cắt cây đẹp lắm, đẹp luôn nè. Ừ. Bên đây mới đẹp hả? Đúng rồi, tôi nhìn thấy mặt bên này tôi cắt tháo chi này ra nhìn thấy hay lắm chồng. Cái cây lùng á. Đây cái nè, thấy không? Cây lùng. Rồi, ngày hôm nay thì nói chung ra 10 cây cả nhà. Nếu mà trong này anh em mình lấy 10 cây luôn để giá yêu thương cho cả nhà mình luôn. Tổng cộng 10 cây ta để là 22 triệu. Tính ra là 2 triệu 2 cây đó cả nhà. Mua thì có này có kia ha, có cây lớn và có cây nhỏ, có cây phong cao và có cây phong lùng. Đó, mình về tới thì mình sẽ làm đế sạch sẽ, mình sẽ quay lên. Mình sẽ giới thiệu cho đến tới tất cả anh em nhà mình nha. Rồi, đi trong ơi, mình ra ngoài kia mình coi thử xem mấy cái cây mà hàng tầm trung á, hôm nay mình bứng nó ra sao. Ừ. Cây đó đế đẹp á chồng. Cây này chắc cây đầu đàn, còn những cây kia là cây nuôi phôi hết hả cả nhà. Rồi đi trong ơi, ra kia rồi anh em mình còn tranh thủ coi xem mấy gốc nhớt nó như thế nào nữa. Đây là một cây đầu tiên ha cả nhà. Cây này nói chung là ta chưa có cắt gì nữa nè. Quá trời cái củ đế nữa cả nhà mình ơi. Vành cái này thì 34 lên tới 35 mà hết đát à. Cao tầm 60-70. Cây này mình nuôi ra cây dáng bay cũng đẹp ha cả nhà. Không có thẹo nha, đế cực đẹp luôn. Cốt cành thì rất là bự và lực ha cả nhà. Chân chịu đều có đế hết nha. Đó, cây nhìn ngoài rất là khéo quá cả nhà. Cây này anh em mình vô chỗ 6 nè, không vô chỗ 5 nổi nữa cả nhà. Mấy hàng này là vô chỗ 6 nè. Có cây lớn mà cũng có cây nhỏ. Ngày hôm nay thì bứng tổng cộng 5 cây. Đó. Những cái mẫu này thì nó phân khúc thì gần 20-20 cả nhà. 5 cây thì chỉ có một cây là 2 cây hoặc 3 cây là giá nó cứng tầm 20 thôi. Còn những cái mẫu
trong cái lô ngày hôm nay thì em vẫn có 20 mấy triệu ở cả đám. Rồi bước vô cây số 2, cái đám này cả nhà em thấy em bứng không? Bữa giờ này em bứng xô vô đó, em không bứng lửa đó, mà mình dẫn được anh em mình ủng hộ nha. Đây cây này, cây này dạng chi cành nó đẹp lắm, cây này củ nó khéo cả nhà, củ nó khéo ha. Cây này thì chưa có độc chủ nha cả nhà, em thấy đây nó có độc chủ nhưng thực sự không phải đâu. Cái cành này cành mượn đi lên, mình lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng cộng cây này nó có 6 chi, còn chi này chi mượn nè, áp mà không được ha cả nhà, đế nó gì thôi ha. Đó anh em mình coi và ủng hộ em. Hoành cái này thì tầm 33, 35 gì đó, cỡ đó thôi. Củ này thì tầm 45 đó, củ này, cúc cành nó lực cả nhà, cúc cành rất lực ha. Chi phong sao nè, thấy không? Cắt đôn lại cái, cả nhà về nhà tháo này ra, tháo chi này ra đó. Nói chung ra thì em cũng hay nói cả nhà luôn, những cái mẫu này thì mình thiếu ở trên đó, quan trọng ở dưới có thôi, ở trên không có, không quan trọng đâu. Bỏ chi này ra đó, mình bỏ chi này đó, mình nuôi chi này lên, mình dẫn từ đây lên, dẫn từ đây lên nó mới đẹp được hai cả nhà, dẫn lên cao vẫn vậy thôi là xong rồi đó. Thì một cây, một và cây hai rồi nè, cây này thì đế cũ thôi. Qua tiếp tục cây bên này, cây này là cây số 3, vẫn là những cái cây cúc cành hả cả nhà, tổng cộng là 5 cây. Cây này đế sổ quá ta, đây đế sổ cực kỳ đã luôn, bữa nó bị nấm hồng thì đã trị rồi ha. Cây này phong cây nó bự hơn những hai cây bên kia. Quanh thì nó cũng ngang ngửa nhau cả nhà mình, 30, củ nó tầm 45 50, cây này cao hơn nè, cây này nó cao tới tầm khoảng chừng là 80, nó tán ngang nó tầm mét hả cả nhà đó. Rồi qua tiếp tục cây số 4 và cây số số 5. Để cây số 4 thì em quay lúc đầu tiên cả nhà. Vườn này bông đẹp lắm nha, em xác nhận lại lô mai này bông cực kỳ đẹp luôn á. Đó, cây này là cây số 4 ha. Cây này hoành dữ lắm, tầm 22-23, củ nó bự ra cả nhà, củ nó bự đã lắm, đế thì đế sổ ha. Đó, 1, 2, 3 phong độc chủ đủ rồi. Đây là mặt hậu, đây mặt hậu có cả nhà thấy không, rất khéo ha. Củ thì củ đặc ha cả nhà, củ đặc thì chỉ có hai cây này giá phân khúc mềm thôi cả nhà, mềm hơn ba cây còn lại ha. Đây cây này cây số 5 đây, hoành cũng 34-35, cái củ này cũng khéo, cốt cành hơi nhỏ. Cây này giá 15 hay cái nè, cây bên kia thì giá 16 đó. Rồi giờ em sẽ ra quay cho cả nhà mình coi những cây gốc nhớt hay cả nhà. Còn đây là những cây gốc nhớt hay cả nhà, tổng 10 cây đây. Bây giờ mọi người cũng xếp lộn xộn lộn xộn cả nhà. Nói chung ra cây, mấy cây này trồng tập trung đi đi thôi cả nhà, không có lớn đâu. Chung đủ điểm lên chậu, từ chậu 3, từ chậu 3 đây, mấy cái này chậu 3 đây, không lên nổi 35 cái nè. Nó tổng 10 cây ha cả nhà. Đó, anh em mình hợp nhãn thì cứ alo cho em. 10 cây nhưng có cái tại em bứng lô bắt buộc ngày hôm nay có cây gớt em phải lỗ rồi. Phải lỗ rồi. Nói chung là không phải gọi là lỗ, nhưng có cái mình không có đạt như là mình mong muốn. Mình bán 10 cây thì mình phải tính tiền 10 cây đúng không? Còn đây bán 10 cây chỉ tính tiền có 9 cây thôi ha cả nhà. 9 cây thôi. Đó, 9 cây 18 triệu cả nhà. Tại có một cây gớt cả nhà mình đây. Có một cây gớt rồi. Rồi, anh em mình thương tình đi ngang hợp nhãn thì cứ alo cho em nha. À, đây là 10 cây gốc nhớt ha. Ngày hôm nay thì em bứng tổng cộng tới 3 lô, 5 cây tầm trung, 10 cây gốc nhớt và trong đó có 10 cây phôi tự nhiên ha cả nhà. Anh em đang bắt đầu lên cây nè. Đây là những cây tầm trung, trong đó có một cái cây lớn em bứng cách đây cũng cả hơn tuần rồi cả nhà. Ngày hôm nay phải lấy về củ 40. Chắc cả nhà mình có theo dõi đến cây này nè. Đó, bên công ty thì đã cho người xuống làm tiếp anh em à. Đó, xe của em 68 thì cũng bắt đầu xuống nó lấy cây rồi cả nhà mình ơi. À, lấy đây thêm mớ đống tàn nữa. Thôi, giờ đây cũng tầm cũng 4 giờ rồi. Giờ em lên xe về thôi cả nhà mình ơi. Em rất cảm ơn cả nhà mình nãy giờ đã theo dõi hết cái đoạn clip ngắn của em trong ngày hôm nay. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được cả nhà mình ủng hộ. Gửi đến lời cảm ơn cả nhà mình luôn luôn ủng hộ kênh May Vàng Việt Nam của em. Em chân thành cảm ơn ạ. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.